các con thân mến, các con biết đó, trong các cuộc chiến tranh vì chính nghĩa, thì lòng dũng cảm không những thể hiện ở các chiến sĩ trên chiến trường, mà còn thể hiện ở những chiến sĩ nhỏ tuổi. Và lòng dũng cảm đó được thể hiện như thế nào ở các chiến sĩ nhỏ tuổi? Thì hôm nay cô và các con cùng đến với một bài tập đọc ca ngợi lòng dũng cảm của một cậu bé tên là Garrod. Để tìm hiểu kỹ hơn thì cô và các con cùng đến với bài học hôm nay Garrod ngoài chiến lũy của tác giả Hugo. Đây là hình vẽ Garrod. Thì Garrod chỉ là một em bé nghèo sống lang thang trên đường phố. Nhưng khi thấy nghĩa quân chiến đấu với bọn lính của chính quyền, em đã đứng về phía nghĩa quân, tự nguyện tham gia chiến đấu bằng cách đi lượm đạn về tiếp thêm cho nghĩa quân. Hành động của em thể hiện một tinh thần dũng cảm tuyệt vời. Đây là một nhân vật rất đáng yêu trong tác phẩm Những Người Khốn Khổ của nhà văn Victor Hugo của nước Pháp. À, sau đây cô sẽ đọc mẫu cho các con. À, khi cô đọc, các con sẽ cùng dò theo cô, đọc theo cô, và sau đó hãy tìm cho cô những từ khó. Garrod ngoài chiến lũy. Anjora nói, chừng 15 phút nữa thì chiến lũy chúng ta không còn quá 10 viên đạn. Garrod nghe rõ câu nói đó. Một lát sau, người ta thấy bóng cậu bé thấp thoáng ngoài đường phố, dưới làn mưa đạn. Thì ra, Garrod đã lấy một cái giỏ đựng chai trong quán và ra khỏi chiến lũy. Nó dốc vào miệng giỏ những chiếc bao đầy đạn của bọn lính chết gần chiến lũy. Cậu làm cho gì đấy? Quốc phầy rắc hỏi. Em nhặt cho đầy giỏ đây. Cậu không thấy đạn réo à? Garrod trả lời. Có chứ, nó rơi như mưa ấy. Nhưng làm sao nào? Quốc phầy rắc hét lên. Vào ngay! Tí tí thôi, Garrod nói. Ngoài đường, lửa khói mịt mù. Điều đó rất có lợi cho Garrod. Dưới màn khói và với thân hình bé nhỏ, cậu bé có thể tiến xa ra ngoài đường mà không ai trông thấy. Garrod dốc 7-8 bao đạn đầu tiên không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống, rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại xốc ra, tới, lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ. Nghĩa quân mắt không rời cậu bé. Đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa, mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em nhanh hơn đạn. Em chơi trò ú tim với cái chết một cách thật ghê rợn, theo Hugo. À, bài văn này chúng ta có thể chia làm hai đoạn. Đoạn 1 là từ đầu cho đến Garrod nói. Đoạn 2 là phần còn lại. Bây giờ các con sẽ luyện đọc theo cô. Các con sẽ đọc theo cô. Garrod. Garrod. Anjora. Anjora. Quốc phê rắc. Quốc phê rắc. Chiến lũy. Chiến lũy. Khóc hoáng. Hoáng. Ghê rợn. Ghê rợn. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại một lần nữa. Garrod. Anjora. Quốc phầy rắc. Chiến lũy. Khóc hoáng. Ghê rợn. Bây giờ cô và các con cùng giải nghĩa một số từ sau đây. Chiến lũy.
Tuyến lũy là tuyến phòng thủ được xây dựng kiên cố hoặc dựng tạm bằng các vật có tác dụng che đỡ như bao cát, giường, tủ, bàn, ghế, vân vân. Đây là hình ảnh các tuyến lũy. Nghĩa quân có nghĩa là quân khởi nghĩa. Như hình các con đã thấy, đây là nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Thiên thần là thần ở trên trời, thường được cho là rất đẹp và có nhiều phép lạ theo quan niệm xưa. Ví dụ, cô ấy đẹp và tốt bụng như một thiên thần. Ú tim là trò chơi trốn tìm của trẻ em. Đây là một số hình ảnh về trò chơi ú tim của các bạn nhỏ. Cô sẽ hướng dẫn các con về giọng đọc. Về giọng đọc thì giọng Angora bình tĩnh. Giọng Quốc Phê Rắc lúc đầu ngạc nhiên, sau lo lắng. Giọng Garros luôn bình thản, hồn nhiên, tinh nghịch. Chúng ta sẽ nhấn giọng ở các từ ngữ: nằm xuống, đứng thẳng lên, ẩn vào, khóc ra, tới, lui, dốc cạn, vân vân. Và đoạn cuối đọc chậm, giọng cảm động. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc. Các con hãy nghe cô đọc một lần. Gà rốt dốc 7-8 sao đạn đầu tiên không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống, rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại hút ra, tới, nuôi, dốc chạm các bao đạn và chất đầy rõ. Nghĩa quân mất không rời cậu bé. Đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa, mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em nhanh hơn đạn. Em chơi trò ú tim với cái chết một cách thật ghê rợn. Các con sẽ nhấn giọng ở các từ cô đã in màu đỏ. Bây giờ cô sẽ đọc lại một lần nữa cho các con. Gà rốt dốc 7-8 bao đạn đầu tiên không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống, rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại xuất ra, tới, nuôi, dốc cạn các bao đạn và chất đầy rõ. Nghĩa quân mất không rời cậu bé. Đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa, mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em nhanh hơn đạn. Em chơi trò ú tim với cái chết một cách thật ghê rợn. Cô và các con cùng nhau tìm hiểu về các từ khó và các luyện đọc. Và sau đây cô sẽ cho các con xem một số hình ảnh về những anh hùng nhỏ tuổi nổi tiếng của dân tộc Việt Nam ta. Đây là hình ảnh anh Kim Đồng. Đây là hình ảnh chị Võ Thị Sáu. Đây là hình ảnh Bùi A Dính. Và nội dung của bài này đó là ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Garros. Các con đã cùng nhau tìm hiểu về một số từ khó, biết thêm một số nhân vật lịch sử nhỏ tuổi nổi tiếng của Việt Nam và biết nội dung của bài học này. Trước khi tìm hiểu bài, các con hãy đọc kỹ cho cô 3 lần bài này và sau đó chúng ta sẽ làm bộ câu hỏi cho cô nhé.